Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh điện tử Thuần Thắm Video ngày hôm nay. Trong thời gian vừa rồi thì em cũng lên rất là nhiều đài Sony 710 nhá. Và không biết đợt này vì sao mà lại rất nhiều các bác đang tìm đài 710 này, thì có phải là cái dòng này nó đang được rất là ưa chuộng đúng không ạ? Một dòng đài cao to, dài rộng hai cửa băng và rất là đẹp. Tiếng chất âm cho ra rất là tốt nhá. Rất là nhiều bác đang săn tìm cái dòng này, và đợt này thì dòng đài 710 này nó giá nó cũng lên cũng khá là cao. Và tiếp tục là hôm nay em xin phép được giới thiệu một chiếc đài Sony 710 tuyệt đẹp nhé, dành riêng cho bác nào thích cái đẹp. Hôm trước em cũng có bán một cây hơn 2 triệu thì cũng đã bán rồi, và hôm nay cũng lại một cây đẹp nữa. Đợt này em đang về một lô khoảng 8 cây 710 nhé, từ xấu cho đến trung bình và đẹp. Đây là một đại diện cho một phân khúc rất là đẹp nhé, dành cho bác nào yêu cái đẹp. Loa bên phải đấy ạ, các bác nhìn này, rất là đẹp nhá. Còn củ loa thì zin 100% rồi. Cục giữa này, cây này thì xuất sắc luôn, hầu như chưa bị xước sát gì cả. Loa bên trái này đấy, bác nào mà đang có nhu cầu tìm, hôm rồi gọi điện cho em mà mua trượt cái cây 2 triệu 7 thì gọi điện cho em ngay nhá. Một chiếc Sony 710 tuyệt đẹp luôn. Quai sách này, anten zin này, em sẽ đi tổng quan một vòng luôn nhá. Rất là đẹp. Một cây 710 hoàn thiện nhá. Tuyệt vời quá. Dây rắc zin hết nhá. Dây này zin theo loa luôn. Chưa bị lai tạp một tí nào cả. Phải nói là đẹp xuất sắc. Bác nào trước có mua trượt cái cây hôm trước thì điện ngay cho em để mua cây này nhá. Tiếng rất là hay. Tiếp theo em sẽ test luôn phần băng dây. Bánh tì đầu từ rất là mới nhá. Ấy, mới con luôn. Cơ rất là tốt. Em tắt cửa A trước nhá. Tiếng rất là hay. Tiếng rất là hay nha các bác nhá. Cực kỳ sáng luôn. Em đang để volume ở hướng 10 giờ đây mà tiếng rất hay, rất là sáng tiếng mà to. Ok, sau đây em test qua phần radio. Em test FM trước nhá. Theo hãng tin, cây này thì bắt rất là nét, trong veo luôn. Thí điện lý và mô hình cung cấp năng lượng. Trước đó, đại tiếng diện rất cấp là to cao nhá. Về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho biết. Quý của trình tự thì bác sĩ ở đây nói chung là rất là nhiệt tình. Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Bạch Mai có khoảng từ 6 vì khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng. Siêu nét luôn, nhằm radio rất là nét, đời sống của người. Rất là nhiều đài. Ok, em test qua phần AM nhé, ở dưới cùng này. Xếp hàng và mệt mỏi là khó tránh khỏi, nhưng bệnh viện đang cố gắng để khắc phục. Rất là nét. Cử tri Australia sẽ đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức vào ngày 21 tháng 5 tới. Okay. Điểm đặc biệt năm nay là những người có kết. Em test qua phần line nhá. Chúng ta gạt nút chức năng là lên trên cùng.
thì cho kết nối điện thoại. Đấy. Tiếng rất là hay. Loa trái, loa phải, các EQ laser hoạt động tốt hết, rất là trơn tru, tiếng rất là hay. Từ lúc em đi rồi, ngoài mãi hiên mưa đêm hỏi tên người, đường hoang vắng đời, hàng cây lớn vòi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người, chiều qua rất vội người yêu ai ngay nhìn rõ. Buồn trong trái tim, khúc ca thuở nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng tan gác vắng. Từ lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu đương bò bên đường, bàn tay ngon. Em xin phép được dừng cái video test trước đài 710 tuyệt đẹp ở đây nhá. Giá em vẫn bán bằng chiếc giá hôm trước, em cái cây đẹp hôm trước đó em cũng bán bằng giá như vậy luôn, là 2.700.000 đồng bao ship tặng một cuốn băng, một cái dây nguồn và một dây lay in nhá, cho các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Em Tuấn xin phép được chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn nhá. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 3 số 1 3 số 4 nhá, các bác có thể gọi điện hoặc Zalo cho em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.